Khôi có cơ hội được làm những hoạt sinh khách mời của Bước Nhảy Ngàn Cân mà chúng tới một trong những chủ đề mà Lan Khôi rất là thích, đó chính là về món ăn. Thì đích thật là hỏi Lan Khôi cái món nào mà Lan Khôi thích nhất rất là khó, bởi vì hầu như không có món nào mà Lan Khôi cảm thấy không thích hết, đều là những món ăn mà Khôi trời ơi, nói về món ăn thích quá. Bây giờ món thích nhất hả? Lan Khôi thích những món ngọt, béo, cho nên rồi, là hút hai bên cánh giùm em, là hút hai bên cánh, hai cánh này cánh kia, rút qua giùm em. Nhiều bơ sữa là những món đây này, rút ra, đây rút ra nhiều nhất. Hai bên cánh giùm em này. Sở trường của Lan Khôi là nấu những món ăn đơn giản, ví dụ như là một bữa cơm bình thường hàng ngày thì Lan Khôi có thể rất là tự tin. Còn những cái gì nó cao siêu hơn hay là phức tạp hơn thì Lan Khôi sẽ phải toát rất là nhiều mồ hôi. Cụ thể Khôi, cụ thể một món. Bữa ăn có cơm, canh, rau, mặn, xào thì Khôi có thể chuẩn bị được một bữa ăn tương tốt.